mọi người đã trở lại với Thu Hà nha. Ngày hôm nay thì Hà sẽ giới thiệu cho cả nhà một mẫu Exeter 155 Repsol rất là đẹp luôn. Em Repsol này thì nghe tới chắc mọi người sẽ liên tưởng đến em Sonic Repsol đó. Nhưng mà đây là Exeter 155, bên Hà lấy cảm hứng từ cái mẫu Sonic để mà lên cho em này. Cũng là Repsol nhưng mà bên Hà đã độ chế và sáng tạo cái tem nó khác biệt hơn rất là nhiều so với cái mẫu Repsol gốc của Sonic ha. Điển hình như ở đây, ví dụ như trắng cam nhưng mà bên Hà lại phối trắng đỏ nhiều hơn, vẫn có cam nhưng mà rất là ít ha. Mặt nạ phía trước vẫn là màu trắng nè, còn Hà nhầm, đây là cái mão ha, còn đây là mặt nạ phía trước nửa trắng nửa đỏ, nhìn rất là đẹp ha. Và nguyên cái dè trước là màu đỏ luôn nè. Em xe này thì hôm nay còn có một điểm đặc biệt nữa, chắc là mọi người sẽ nhận ra đúng không, đó là sẽ có một cặp mâm độ nha mọi người. Đây cặp mâm độ của mình, tại vì mâm zin á không có cái màu thế này mà nó cũng không phải là cái kiểu thế này nha mọi người. Bạn nào muốn xem mâm zin thì cứ liên hệ với Hà sẽ được tư vấn kỹ hơn về cái mâm zin ha. Còn đây trước mắt thì Hà review về cái mâm độ này trước cho mình coi. Cái mâm độ này á thì chất lượng rất là tốt luôn nha các bạn, nhìn cái thiết kế hoa văn của cái mâm rất là đẹp, cái màu cũng rất là đẹp ha. Phối với chiếc xe này màu trắng đỏ mà phối với mâm màu vàng á, nhìn ba tông màu này đi với nhau rất là hài hòa ha. Và cặp mâm này hiện tại thì bên Hà đang bán nó rơi vào tầm khoảng là 3 triệu một cặp ha. Bên Hà sẽ hoàn trả mâm zin lại cho cả nhà luôn nha mọi người, cái đó yên tâm. Bên Hà khi mà các bạn thay thế và gắn bất cứ cái gì đều sẽ được trả lại cái đồ zin cả, nên là mình cứ thoải mái ha. Và bên Hà có gắn cả bảo vệ kết nước nữa ha. Còn cái phần chắn bùng tam giác này á, là nhà máy gắn sẵn cho mình, không phải là gắn thêm ha. Cái nào gắn thêm thì Hà sẽ nói rõ. Ba ga titan này là gắn thêm nè. Phiên bản này bên Hà độ màu cho bản cao cấp khóa thông minh, thì em nó sẽ vừa có khóa thông minh vừa có cổng sạc luôn ha. Và vì là khóa thông minh nên là em nó sẽ không có xài chìa nữa, mà em nó sẽ sử dụng remote như thế này nha mọi người. Đây là cái remote để điều khiển xe. Đối với cái remote này á thì theo xe chỉ có một cái thôi ha, nhưng mà cái quan trọng là cái mật khẩu này. Thì khi mà các bạn á, mình sử dụng cái xe này, mình có cái mật khẩu này, mà giả sử mình có làm mất cái remote này đi á, thì các bạn vẫn có thể sao ra nhiều cái remote khác nữa ha. Lưu ý giùm Hà, đừng làm mất cái mật khẩu này nha mọi người, rất là quan trọng. Và đối với mẫu xe Cool á, thì nếu mà bạn nào mà chưa có biết chạy á, bên Hà cũng sẽ có hỗ trợ tập chạy nữa nha. Nên là các bạn cứ tới mua đi rồi bên Hà sẽ hướng dẫn cho mình chạy nha. Đuôi xe của mẫu này bên Hà cũng có độ lại, đó là thay bằng cái đuôi Sonic và độ thêm cái phần xi nhan sau nó gọn hơn. Và đối với cái cặp này, combo này, bên Hà độ nó chỉ rơi vào tầm 400 mấy thôi, và mình còn được lấy lại đồ zin nữa ha. Đó là Hà có nói đó, là đồ zin bên Hà trả lại hết. Và hiện tại cái mẫu xe này nếu như lên cho phiên bản khóa thông minh này á, bên Hà đang bán có 47 triệu thôi, và mua góp thì trả trước khoảng 10 triệu nha. Còn nếu mà bản chìa khóa thì nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng 2 triệu hoặc là 1 triệu rưỡi ha. Nó tầm 45 năm á, và trả trước tầm 8 triệu trở lên ha. Và giá xe của Exeter 155 nó sẽ dao động từ 43 triệu 500 ngàn cho tới 48 triệu rưỡi tùy theo màu, trả trước từ 7 triệu trở lên là có xe ha. Và thủ tục đơn giản, chứng minh căn cước hoặc là hộ khẩu gì đó cũng được. Và chỉ cần đủ 18 Hà sẽ hỗ trợ các bạn lấy luôn. Đặc biệt ở bên Hà sẽ không cần chứng minh thu nhập nha, chứ không phải là không cần chứng minh nha mọi người. Hôm giờ Hà đăng nhưng mà rất là nhiều bạn đang hiểu lầm á, thì Hà giải thích luôn là không cần chứng minh thu nhập, có nghĩa là các bạn làm bất cứ công việc gì đều có thể mua xe trả góp bên cửa hàng của Thu Hà hết, không nhất thiết phải làm công ty đâu nha. Các bạn làm kinh doanh tại nhà hoặc thậm chí là nội trợ gì đó vẫn được ha. Và trước khi mà tới cửa hàng mua xe, mọi người liên hệ với Thu Hà qua số điện thoại 0937 438 101 thì Hà sẽ hỗ trợ các bạn tiền xăng xe từ 500 ngàn tới 1 triệu rưỡi nha. Địa chỉ cửa hàng nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây. Các bạn muốn xem thêm mẫu xe cứ việc kết bạn Zalo với Hà nha. Hà sẽ gửi và tư vấn kỹ hơn cho các bạn nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.